trong cái tầm giá đèn năng lượng mặt trời này mà anh em kiếm được con nào mẹ sáng con này tặng anh em một con đèn nhá. Đây. Ngoài cái mẫu trong trong nhà thì bây giờ là có mẫu ngoài trời anh em nhá. Siêu sáng luôn. Mẹ, sáng hoa cả mắt luôn anh em ạ. Vẫn sử dụng điều khiển từ xa anh em nhá. Tức là điều khiển bật tắt từ xa được anh em ạ. Đấy và tấm pin to hơn anh ạ. Tấm pin này 7035 nhá. Pin bên trong độ cũng trâu bò luôn. Con này phải nói thật sự mẹ sáng anh em ạ. Đã sáng thì lại còn đã sáng thì chớ này còn tấm pin nó to anh em ạ, sạc khủng khiếp luôn. Với cái tầm tấm pin này mà sạc có cái đèn này một ngày đầy anh em ạ. Ngày đầy. Dùng thoải mái luôn. Ở đây vẫn sẽ có điều chỉnh độ sáng anh em nhá. Tức là anh em chỉnh sáng, chỉnh tối rồi chỉnh mấy tiếng sáng, mấy tiếng tối rồi chỉnh độ sáng mạnh, độ sáng yếu, độ sáng vừa, tức là đủ hết, chả thiếu cái véo gì. Thông số đủ hết luôn anh em ạ. Mà vấn đề nó sáng lắm ấy. Ở trên này sẽ lắp là 650 chip led anh em nhé. Dòng này hiện tại đang là bản to nhất trong phân khúc của đèn ngoài trời mà giá là bình dân anh em nhé. Còn anh em lắp cái hàng mà mắc tiền gấp mấy lần thì không nói. Còn trong cái phân khúc giá này thì đây con đang gọi là con đỉnh của chóp rồi. Đây cho anh em xem thông số chính con này tại sao bảo nó đỉnh nhé. Chip led của nó hơn 600 anh em nhé. Khoảng tầm 650 thì cứ báo khoảng tầm 600 cho anh em dễ hình dung. Nếu anh em mua dòng rẻ hơn ấy, hoặc dòng đúng gọi là dòng rẻ hơn ấy, hoặc là các cái dòng mà mua trên trên cái kiểu mà sale ấy, thì nó sẽ giảm bóng đi nhá, thường giảm một nửa đi, tức là vẫn khuôn đèn to nhà nhưng mà cái lượng bóng nó giảm một nửa ở giữa này, sau cái tấm nhôm này nó to ra nó phè tận đây này đấy, nó chỉ nhúm một tí sáng thôi nhở. Anh em chưa từng dùng qua các cái loại hàng tầm 400W này thì anh em dùng những cái mẫu anh không biết được. Và cái thường những cái dòng ấy nó lại ghi số to lắm anh ạ. Mẹ cho anh em hoa mắt luôn. Thích số to cho số to anh ạ. Nhưng mà đây là tên của nó anh em nhá, chứ không phải là thông số của máy đâu. Đấy. Báo anh em luôn cho dễ. Ở trong này trang bị pin này. Đấy. So với pin cũ thì nó sẽ gấp 3 lần dung lượng lên. Chạy ngon hơn, bền hơn, tốt hơn, trâu bò hơn.